các bạn, hôm nay là ngày thứ hai ở là ngày đầu tiên mà mình đi khám phá thành phố Cari. Hiện giờ mình đang ở đứng một cái trạm ở C-Train, cái mấy tàu điện á. Thì các bạn có thể thấy ở dưới đây nè, là cái line tàu điện người ta đang đi nè. Đó. Thì đây là bãi đậu xe của C-Train. Ha. Phía bên này là phía thành phố, phía downtown. Phía kia là downtown. Thì bây giờ mình sẽ vô trong đây để mình mua vé rồi mình đi thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi mua vé. Đây là cái máy mua vé. Thì 3 đồng rưỡi dành cho một người lớn, 11 đồng là cho một ngày. Sao mình mua không mua 11 đồng? Trời, đi về nào đi free mà. Giờ mình bỏ 3 đồng rưỡi vô, bỏ coin, mình bỏ thẻ hoặc là tap. Tap là sẽ tap ở đây. Phải không? Phải cho nó không? Thôi insert đi cho rồi. Đó, tab có vẻ không hoạt động. Cho nên mình sẽ insert. Ở đây có tổng cộng là 3 máy. Thì nó sẽ khi mà mình mua xong á, nó sẽ ra cái ticket. Đó, bây giờ nó đang processing. Thì đây nó sẽ ra cái thẻ. A few moments later. Đây là hai cái thẻ người lớn 3 đồng rưỡi. Giờ mình sẽ đi xuống ga vô đâu sao. Rồi. Giờ đây là đường đi. Đây là đi northwest, northeast. Đó, đây là tiếng tàu. Không như Đài Loan thì bên này nó không có được có cái ha chặn á, như ở bên Đài Loan. Ở bên Đài Loan thì nó có cái chặn để an toàn hơn, còn bên này thì không có. Đó, đây là tiếng tàu của cái bến đợi của người ta, cũng sạch sẽ. Mình thấy cũng có mấy người dọn vệ sinh này nọ đó, cho nên thành ra cũng sạch sẽ. Đây là nguyên cái map của cái C-Train. Hiện tại là mình đang đứng ở Franklin. Bây giờ mình muốn đi vô downtown lại đi hướng này, nhưng mà bây giờ hiện tại chỗ này là không biết sẽ đi hướng nào. Trong tiệm còn nhiều lắm đây. Rồi sao lên? Lên đi. Là có thể thấy được Cari Tower nè. Đây là City Hall. Mình đang ở đứng ở trạm City Hall. Giờ vô thành phố rồi các bạn. Vô thành phố rồi, cảm giác mình đang ở thành thị hơn là ngày xưa ở nông thôn. Một dòng xung quanh. Sau lưng mình là Cari Tower, là ở đây nè. Đây nè, là Cari Tower. Bên này là trạm chính của City Hall, trạm C-Train. Trong đây khách sạn này nọ, tòa nhà cao tầng nhiều hơn.
đây là mình đang ở trong cái mall, đây là TD Mall, TD Square chứ, mall này của mình á, TD á, à, nhìn cũng đẹp ha. Lâu lắm rồi mới cảm giác đi trong mall, mall lớn như thế này. Tại vì mình không có cầm cái gimbal cho nên có thể là hơi rung một chút. Giờ mình đi lên tầng 4 để mình ăn, rồi kiếm chỗ sạc pin, điện thoại hết pin rồi. Sáng giờ quay gần hết pin rồi. Ở đây nó lấy không gian. Ở đây nó lấy cái không gian, cái ánh sáng bên ngoài vô cái chỗ này nhìn hay ghê. Trên đây sẽ là food court nè, trà sữa nè. Để lên food court trên đây, à coi thử đã. Bên đây có sushi nè, bên kia là có KFC, có Manchuwok. Đây là phần mình sẽ ăn hôm nay, buổi trưa này, đó là tôm yum với thịt bò, tôm yum lẩu Thái với thịt bò. Phần này là hết 11-12 đồng gì đó. Tại đang đi ở ngoài trên sẵn ra ngoài ăn thôi, chứ thật ra cũng muốn của mình tính về nhà ăn á, mà tại giờ đi về thì hơi xa cho nên thôi ăn luôn ở đây cho rồi. Và đây là món món gì, mì xào hả? Udon xào. Giá là khoảng 7 đồng. 8 đồng. Ồ quên, 7.99 là 8 đồng. Có rau, củ. Nó làm rớt một miếng bò của em á. À. Này dân châu Âu nó gọi là Asia Technology, dùng chopstick. Ăn này phải dùng đũa ăn nó mới quen, chứ giờ ăn nẻ nẻ thấy nó kỳ quá. Món này ăn cũng được, nhưng mà hơi ít thịt bò, và bên trong nó cũng chẳng có gì hết. Nó chỉ là nước, giá, một chút một giấm thịt bò. Được cái nước là nó nấu ngon. Hôm nay mình đi làm được cái sim của Freedom 3GB. Mình đổi số mới luôn các bạn. Đổi để có cái mã vùng bên đây á. Bên đây bây giờ carry người ta không dùng mã vùng 403 nữa, mà người ta dùng là 825. Mã vùng mới, còn cái mã vùng 403 như hồi trước á là không còn, chỉ có những người xài sim cũ thôi. Số mới giờ là hoàn toàn là dùng 825 hết. Ngày 825, 852 gì đó. Anh cũng chả nhớ nữa. Nhưng mà mình chọn được cái số đẹp, cái số đúng cái số mình thích. Thì mình chọn cái blend là 3GB á, LTE, tốc độ là LTE, rồi cái sim 10 đồng, được khuyến mãi 10 đồng, nhưng mà ở cái bill tiếp theo là mỗi tháng mình sẽ trả là 29 đồng đúng không? 31 đồng. À 31 là sau thuế rồi gì? 31 đồng là sau thuế. Trong khi cái plan hiện tại mình đang xài là 15 đồng. Nhưng mà ở bên kia thì mình xài mình dùng không có dùng 3G. Tại vì mình đi không có đi lại nhiều. Tại cái giọng cái gọi là cái phạm vi mình đi chỉ không vòng khoảng 5-6 km à, không có xa. Đi xe buýt cũng có wifi, rồi ở thành phố cũng có wifi của thành phố, vô team hoặc là vô cái quán gì đó cũng có wifi, nên nói chung là mình cũng sử dụng wifi nhiều, không có cần data. Còn qua đây á, thì mình thấy đi dạo là mình thấy cần data rồi đó, tại vì mình đi mấy cái team rồi, mấy quán rồi cũng không có wifi free,
cũng có nhưng mà ít lắm. Nhưng mà ví dụ như mình đang cần để đi search bản đồ ấy, tại bên đây rất là rộng, nhất là bạn đi tàu điện này nọ, bạn cần để tìm đường đi á, thì đứng mà đi kiếm cái wifi bắt mà rồi đi tìm đường này nọ thì nó rất là cực. Vô trung tâm thành phố trong bên đây nó rất là rộng, cho mình nghĩ là chắc mình cần data. Thì bây giờ mình sẽ xài thử cái gói này 3 gig 29 đồng, xài mà thiếu ví dụ như qua 2-3 tháng gì đó mình cảm thấy là quá dư thì mình sẽ đao xuống, mình sẽ đao xuống cái plan khác. Và bên đây khi mà bạn đao xuống một cái gói khác á, là đảm bảo nó sẽ gọi điện cho bạn, nó gọi là suggest cho bạn một cái plan nào đó, một cái promotion nào đó. Ở bên cái gói mình lúc mà mình trước mình xài á, nó cho mình có 2 gig thôi, 2 gig á, người ta gọi là 2 gig, Việt Nam mình gọi là 2 gig á, thì nó cho mình có 2 gig thôi, nhưng mà đóng tiền tới 37 đồng rồi, đóng tiền tới 37 là ra thuế luôn rồi đó, là 37 đồng. Ở đây mình có 31 thôi mà được 3 gig, trong khi bên kia 2 gig, ha, cái đó là khác biệt. Cái gói cũ mình xài á, là tốc độ là 3G là maximum, ở đây thì mình được cái gói này mình được 4G. Mình dùng mạng của Freedom, nó có một cái mạng mới là mạng public á, cũng thấy người ta nói cũng ok lắm, nhưng mà mình không có kiếm được chỗ nên thôi mình đăng ký Freedom luôn. Còn về mà thực hiện cái social distancing á, mình thấy bên này á, tại vì số ca nhiễm còn cao á, cho nên người ta thực hiện tốt hơn bên Mountain. Bên Mountain nữa cũng thực hiện nhưng mà được thời gian. Để mình chuyển cái này qua đây cho nó dễ nhìn. Tại để bên cái góc bên này chúng cái tay mình đang cầm cái đũa nè, trên không thấy cái mặt đâu hết. Để qua góc bên đây đặng thấy cái mặt anh bự hơn nè. Giờ làm xong cái sim rồi thì giờ chỉ cần mình chỉ cần đi đăng ký đổi không phải đăng ký mà đi đổi địa chỉ ngân hàng. Vì chỉ ở ngân hàng rồi đi đổi bằng lái xe, đi xin bảo hiểm, mà mấy cái đó giờ không biết nó có làm việc không, thì để hai ba bữa nữa đi. Giá không vậy? Chủ yếu là bán giá. Sáng giờ mình đi cái C-Train á, mình thấy rất là tiện. Mình đi ở tuốt, mình đang ở nhà của một người bạn ở tuốt ngoài ngoại ô á, thì mình nhảy lên cái C-Train, xong rồi C-Train thì cũng không gần nhà lắm, bạn á phải bạn chở ra mình cũng không biết gần bao nhiêu, để bữa nào thử đi bộ. Thì đi cái C-Train đó xong cái đi vô trong trung tâm thành phố này á, là ngay cái C-Train dừng ngay cái trung tâm thương mại này luôn. Cái trung tâm này nó gọi là TD Square, là viết tắt của chữ Tommy Đỗ Square. Này thôi chứ ở đây còn nhiều chỗ lắm, nhiều tòa nhà lắm. Này giống như cảm giác mà tụi mình lúc mà tụi mình đi xin hay đi xin đi Hàn Quốc gì đó, vô mấy cái mall của nó là ngập tràn luôn, đi không bao giờ đi hết. Mình đang đi du lịch. Tụi mình đang có cảm giác giống như đi du lịch vậy. Tôi không phải là đang ở đây. Tại thành phố nó cũng rộng á, cho nên là phải đi khám phá từ từ để quen chỗ, quen địa hình. Thời tiết bên này cũng dễ chịu. Nãy giờ đi ngoài đường không nóng, cũng không quá nóng cũng không quá lạnh. Rất là ok. Cái khu mà mình ở dưới đây nè,
là mình thấy cái khu xung quanh người ta xây á, cái khu gọi là khu dân sinh á, rất là ok nha, đẹp, sạch sẽ, thoáng mát, cây xanh, có công viên, rồi có các chỗ chơi cho thiếu nhi này nọ nữa, mình thấy rất là ok luôn á. Chỉ có mỗi tội là ở dưới downtown này á thì giá mà thuê nhà rất là mắc. Tụi mình thuê ở đây chịu mắc một chút, mà nó gần phương tiện công cộng, nhà lại gần trường, quan trọng là gần trường để mà cho bạn sang đi học. Còn mai mốt mà thí dụ mà học xong hay là hoặc là có xe á, tụi mình sẽ move ra một cái nhà ở xa một chút cho nó yên tĩnh. Thấy nói xa chứ cái nhà của các bạn mình đang ở ké cũng tuốt ở ngoài bên phía bên east, là bên phía đông á, mà cũng không xa lắm. Đạp ở đây là nhấn ga nha, đây là chạy xe hơi á, bạn nó chở vô chừng có 10-15 phút mà đi cũng lẹ lắm. Thôi điện thoại của mình sắp hết pin rồi, chắc là video này mình dừng ở đây, thì để mình đi khám phá tiếp, mình sẽ cập nhật cho các bạn ở những cái video tiếp theo nha. Các bạn đừng quên vào cái video này nhấn like, nếu mà bạn không thích bạn cũng nên nhấn like giùm mình nhé. Còn nếu các bạn đừng quên là đi lên cái kênh Tommy Đỗ của mình á, để nhấn vào nút subscribe và nhấn cái chuông kế bên để nhận thêm nhiều cái video mới. Và sắp tới mình sẽ làm tất cả các những video ở thành phố Calgary thuộc tỉnh bang Alberta. Bye bye các bạn.